Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ và làm cho thời tiết chuyển dịu mát trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm trong vòng 24 giờ, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Thái Nguyên còn có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm, bà con cần hết sức lưu ý. Còn thủ đô Hà Nội cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng, do vậy mưa dông sẽ xuất hiện trong cả hôm nay và ngày mai với lượng mưa từ 50 đến 100mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông cũng tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan, cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị. Đáng lưu ý, trên lưu vực hệ thống sông Hồng, Thái Bình và sông Kỳ Cùng, Bằng Giang sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 cho đến 4 mét và hạ lưu từ 1 đến 2 mét. Còn ở sông Thao thì sẽ ở mức báo động 1, báo động 2, còn sông Lô sẽ ở mức báo động 1. Xuôi xuống các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Nghệ An sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.